cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi nửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ trang trang, gió biên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhân cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên hoa. Nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ trang trang, gió biên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, trao bông tai nhân cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng nữa lại vừa đôi. Quan viên nay họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bạc con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền đâu, ta hát cũng xùm vầy cho ngất ngây trời mây. Và hai đang nói với thầy Tám, tôi ai tân năm mà này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Thằng đã tân cho rồi tôi với anh này mặn xuôi. Ông xuôi đang nói với bà xuôi, dù với sẽ hiền xứng quá chị tôi ơi.
ngày hôm nay chuyện năm nhỏ nó xong rồi. Nó tìm cái chuyện tôi mình tính luôn chuyện chỉ với tôi. Trang nam di tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung mộng ước đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng người. Cho nhau môi mặt hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên với vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Trời ơi, hôm nay vẻ đám cưới vui quá bà con ơi. Con râu xinh gái chú rể đẹp trai mừng quá trời à. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng nữa lại vừa đôi. Quan viên nay họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mới xuyên châu cao. Ô vui quá xá bạc con ơi, nhà trai là hăng hái tình gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bèn đâu, ta hát khúc sùm vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy tám, tôi tân năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu. Anh tân cho rồi tôi với anh này mặn xuôi. Ông xuôi đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xứng quá chị xuôi ơi. Ngày hôm nay chuyện năm nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái chuyện tôi mần tân luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sang người. Cho nhau môi mặt hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên ơi phơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Sinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều cười như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Này khăn nông đôi tóc, này đôi guốc bọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc đám cưới mình, thật đẹp như mơ. Kính thưa quý vị và các bạn trẻ trân trọng và mến mến, các bạn quý vị đang được trở về với giọng hát của nam sĩ Thái Tuấn cùng nhạc công organ tài tử Xuân Khỏe trở về từ thành phố Yên, đã mang niềm vui hạnh phúc đến mọi người ngày hôm nay với những bản remix mới nhất mang tên Đám Cưới Như Mơ. Chúc phúc cho cô dâu và chú rể kết tình trăm năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng ăn trầu rơi nuốt thuốc và cùng trở lại với những tình khúc này. Xin cảm ơn. Nhạc sập sinh, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng nguyên ương xanh đôi. Để xa mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều vui như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc
trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đông đôi tóc, này đôi vuông bóc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Sống bên thiên nga, cô đi cao đẹp nhưng tấm lòng tùy chung. Trên dương gian đó biết bao cuộc tình, ta yêu nhau không tính chuyện giàu nghèo. Em thấy lòng thương mến nhớ anh thấy lòng yêu mến em hơn. Người yêu của em
em, yêu chỉ mình em, không bay bướm nà nơi, không như áng chiều trôi, nơi chân nơi đầu môi. Anh ở đâu em, tình chẳng xa, trong đám đông như người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em. Chung mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời say ngầu trăm năm bên đâu. Trong giấc mơ anh nằm bằng thơ. Kính thưa các cụ, kính thưa bà thẻ cao cơ bản, bà thẻ hồi hôn. Hôm nay tôi vô cùng vinh dự được lên đặng thần tượng của phần quà kỷ niệm cho đứa cháu đầu tiên của tôi. Ban tổ chức xin kính mời bố mẹ của cô dâu ra ăn chung một bàn để lưu niệm và để chúc phúc cho hai con ngày hôm nay. Quyền vào nhau say mãi đến phương xa nào đâu, đón anh sang chiều sang tình vui có nhau, để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Thời gian đi qua bao mùa trăng, xưa rừng xanh anh theo lớp quân hành để xây đắp thành bình. Từng đêm trong sao nhắc tên anh, sao ơi sáng người thêm xoay qua lòng đất mẹ nay buồn thôi nao nề. Ngày xưa anh nói đi xa cách đôi nơi nhưng hai người một nỗi. Ngày xưa anh chia phôi mới biết tình lâu dài, trình biến tan rồi đẹp mùa vui sắc báo tắm cho nhau mà thôi, đón anh chẳng chiều đường buồn vui có nhau, để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ bóng chim trời. Quyền vào nhau bay mãi đến phương xa nào đâu, đón anh sao tình vui tình buồn có nhau, để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Thời gian đi qua bao mùa trăng, khoác áo xưa rừng xanh anh theo lớp quân hành để say đắm thành bình. Từng đêm trong sao nhắc tên sáng người thêm soi qua lòng đất mẹ này buồn vui nao nề. Ngày xưa anh nói đi xa cách đôi đời nhưng hai người một nỗi. Ngày xưa anh nói em
buổi sáng báo sống cho nhau mà thôi. Những lúc khi chiều sang buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Các cụ các bà đến giờ phút và chúng tôi xin phép đón cháu về để tổ chức lễ thành hôn hai cháu. Mời các cụ các bà và nhà gái đưa cháu về để dự buổi lễ thành hôn hai cháu. Mời nhưng mà các cụ các bà. Vâng, tôi nhà tôi nhất trí rồi. Sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng kim, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công, tay dù hồng. Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chả nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm cau đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay này trông buồn cười, xa mà xem mới thấy được cả niềm vui. Tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Trong ngày hạnh phúc cùng chú rể Quốc Huy, Sánh Duyên cùng cô dâu Kim Ngân trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được thay mặt cho hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể xin gửi tới tất cả quý vị quan khách đang hiện hữu tại tiệc cưới lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý thân mến, thưa quý vị anh chị và các bạn kính mến, từ thủ lại người, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là một quy luật tất nhiên của cuộc sống. Và tạo hóa dành tặng cho chúng ta một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nhưng tất cả chúng tôi tin rằng quý vị sẽ luôn luôn được sống trong một mùa, đó chính là mùa của tình yêu, mùa của hạnh phúc, mùa của những trái tim đang hòa chung một nhịp đập, mùa của những tiếng ca loan tỏa khắp không gian và thời gian. Và ngày hôm nay, ngày của nhiều mùa xuân về trước, khi những vị thần ánh sáng của tình yêu đã cùng gắn kết hai trái tim của hai bạn, cho hôm nay họ có một điểm vui trọn vẹn. Và có lẽ rằng trong giây phút này đây thì chúng tôi không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời toàn thể quý vị khách quý đã và đang hiện hữu tại tiệc cưới, hãy cùng hướng mắt lên vị trí trung tâm sân khấu. Chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của hai gương mặt quan trọng nhất luôn được chúng ta yêu mến trong suốt thời gian qua.
đó chính là chú rể Quốc Huy, Sánh Duyên cùng cô dâu Kim Ngân. Xin phép được ra mắt tất cả quý vị, xin mời. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, và trên sân khấu lúc này đây chính là sự hiện hữu của chú rể Quốc Huy và cô dâu Kim Ngân, hai gương mặt luôn được chúng ta yêu mến trong suốt thời gian qua. Và hiện tại thì thời tiết rất là lạnh, nhưng mà cảm xúc của quý vị và chúng tôi đang được nhìn ngắm sẽ làm không khí ấm lên. Xin hỏi chú rể là hiện tại đi đường có lạnh không ạ? Lạnh lắm anh ạ. Chắc chắn là lạnh rồi, nhưng tối nay đảm bảo bạn là không lạnh nữa. Tối nay không lạnh, chắc chắn không lạnh thì có gấu 37 độ rồi. Vâng, và thưa quý vị khách quý, xin được hỏi là cô dâu hiện tại cảm xúc của bạn như thế nào? Vâng, và thưa quý vị thân mến, chắc chắn là lạnh rồi. Nhưng ngoài cảm xúc lạnh thì có thấy run hay hồi hộp bất cứ điều gì không? Không. Vâng, phải nói rằng là rất tuyệt vời. Chúng tôi mong muốn rằng là tất cả những cặp đôi uyên ương nào yêu nhau sau mỗi lễ thành hôn như này thì các bạn không nên run như vậy. Hãy học cô dâu chú rể của chúng tôi ạ. Phải tự tin đứng trước tất cả những ống kính máy quay của quý vị và đứng trước tất cả những quý vị khách quý đã chứng kiến ngày vui của hai bạn. Vâng, và để cảm ơn tấm chân tình của tất cả quý vị khách quý đã gửi tới cô dâu chú rể, gửi tới chú rể Quốc Huy và cô dâu Kim Ngân, cũng như hai bên gia đình họ nhà gái và gia đình họ nhà trai. Ngay bây giờ đây, xin mời hai bạn hãy cúi chào tất cả quý vị khách quý quan khách của hai bên gia đình đã đến để chứng kiến ngày vui hạnh phúc của hai bạn. Xin được ra mắt tất cả quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị khách quý quan khách thân mến, với một tình yêu để vươn tới một đỉnh cao là lễ kết hôn ngày hôm nay, đây phải trải qua rất nhiều những sóng gió, rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống, và chúng tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta thật vô lễ không thể nhắc đến đấng sinh thành, những công lao dưỡng dục to lớn của những người cha, những người mẹ, những người trong suốt thời gian qua đã cùng vun vén, tác hợp, nuôi dưỡng cho cô dâu và chú rể của chúng tôi đạt được hạnh phúc và thành công như ngày hôm nay. Và thưa quý vị khách quý, để cảm ơn những bậc tổ tiên, các cụ công, các bà đã sinh thành, nuôi dưỡng ra những người cha, những người mẹ như cô dâu chú rể đã được nuôi dưỡng, thì chúng tôi xin mời đại diện của gia đình họ nhà trai sẽ cùng tiến ra sân khấu và đưa cô dâu và chú rể của chúng tôi vào trong nhà làm một thủ tục rất quan trọng, đó chính là thủ tục lễ gia tiên. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của đại diện gia đình ở nhà trai. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời hai bạn cùng tới trân trọng đại diện vào trong nhà để các cô gia tiên. Xin mời hai bạn. Có con đợt quay rơi đầy mâm này, cầu đầy buồn đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay này, trông nó buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện cho thank you.
nguyện quy ô ta khách quý thân mến, có rất nhiều ý kiến hỏi chúng tôi và chia sẻ chúng tôi về hạnh phúc, và tất cả những ý kiến đó đều xoay quanh vấn đề chính là hạnh phúc chính là những mảng màu thật đẹp, thật ý nghĩa, được hoàn quyện với nhau trong một bức tranh tình yêu luôn luôn không có điểm đầu và điểm cuối, cũng như tình yêu của cô dâu chú rể họ dành tặng cho nhau. Và thưa quý vị, tình yêu là những gì thiêng liêng nhất và đẹp đẽ nhất mà tạo hóa đã dành tặng cho mỗi chúng ta, mỗi con người trên hành tinh này. Và đại thi hảo văn học Maxim Gorky đã từng nói, mỗi người chúng ta khi được sinh ra đều có khát vọng được yêu, khát vọng được thể hiện những cảm xúc trong tình yêu, và những cảm xúc đó sẽ được xây dựng hạnh phúc, và đó chính là một mái ấm gia đình. Và kính thưa quý vị thân mến, một mái ấm gia đình được chính thức trở nên hạnh phúc trọn vẹn thì chúng ta phải được sự chấp thuận giữa hai bên gia đình, chính quyền địa phương, những người cha, những người mẹ của hai bên. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì người vui sướng hơn bao giờ hết trong ngày hạnh phúc hôm nay không phải là cô dâu chú rể, mà là những người cha, những người mẹ. Và có lẽ rằng những người cha, những người mẹ của chúng tôi đã cùng gửi gắm đến tất cả quý vị khách quý, và đặc biệt gửi gắm đến hai bác đại diện cho hai bên gia đình những lời tâm huyết nhất của những người cha, những người mẹ, những người thân sinh ra cô dâu chú rể của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón sự hiện hữu của hai bác đại diện cho hai bên gia đình họ nhà gái và gia đình họ nhà trai. Ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai bác hãy hiện hữu tại trung tâm sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính chào hai bác. Và hiện nay cảm xúc của bác là đại diện nhà gái ạ. Vâng, cảm xúc của bác hiện tại như nào ạ? Rất phấn khởi, vui mừng thôi. Vâng, chắc chắn rồi quý vị ạ. Ngày hôm nay thì những người cha, người mẹ và đặc biệt là các bác đại diện là những người phấn khởi hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho đại diện gia đình họ nhà gái trước. Và có lẽ rằng giây phút đi xa thì có lẽ rằng thời tiết cũng đang rất là lạnh, nhưng các bác hiện hữu tại đây và đặc biệt là tạo nên sự ấm cúng cho cô dâu chú rể là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Xin mời bác. Vâng, thế trước khi phát biểu thì tôi xin đại diện cho họ nhà gái và xin cảm ơn tất cả các cụ, công, các bà cùng toàn thể quý khách của hai bên gia đình cùng với bạn bè nam nữ của hai cháu đã có bất chút thời gian đến đây chung vui hạnh phúc với gia đình hai bên và chúc mừng hạnh phúc của hai cháu. Thưa hội hôn, trong quá trình công tác mà hai cháu tìm hiểu nhau và đến quyết định để xây dựng hạnh phúc trăm năm, của hai bên gia đình đã nhất trí để chọn ngày hôm nay và được sự đồng ý của pháp luật, tức là chính quyền hai bên nhất trí là hai gia đình đã chọn ngày hôm nay là tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Chúc thế thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là ông của cháu Ngân. Thế thì là được sự ủy quyền của bố mẹ cháu thì hôm nay đại diện cho cô gái là tôi xin cùng lắng nghe bài hát đứng trước hội hôn là sinh nhân cháu Huy là con cháu trong gia đình của tôi. Và hôm nay bỏ lỡ xảo nó lên 25 triệu giao cháu Ngân về dưới nhà để làm dâu là con của gia đình ông bà Hùng và con cháu trong hội gia đình. Đi học cái nhạc này làm gì? Nói gì hơn, tức là cũng xin mong là gia đình trai tạo điều kiện để cháu Ngân đi học thanh nhạc chán lắm, đi học thanh nhạc để ngồi đây nghe người khác hát mới và để phát huy truyền thống của gia đình nhà chồng để xây dựng cũng là cháu Ngân cho tàu trăm năm hạnh phúc. Xin mời chúng tôi nói gì hơn là xin mời cảm ơn cháu đúng được nào. Vâng, và cảm ơn đại diện gia đình họ nhà gái. Thưa quý vị thân mến, chắc chắn rồi, những gì mà cô dâu chú rể họ xây dựng đó chỉ là tuổi trẻ thôi. Còn tất cả những kinh nghiệm, sự chia sẻ ngọt ngào nhất đó chính là những người cha, những người mẹ, những người bác, những người lớn tuổi. Họ đi trước và kinh nghiệm của họ rất nhiều. Mong muốn rằng là những người cha, người mẹ, những người bác, các cụ công, các bà bên phía gia đình họ nhà trai sẽ tiếp tục chỉ bảo và dạy dỗ cho cô dâu Kim Ngân của chúng tôi trở thành một dâu hiền, dâu thảo của gia đình họ nhà trai. Và kính thưa quý vị khách quý, quan khách thân mến,
trong mỗi tiệc cưới thì tất cả quý vị của chúng tôi đều có những điểm đầu và điểm cuối. Và ngày hôm nay thì vừa rồi, quý vị trải qua điểm đầu đó chính là đại diện gia đình họ nhà gái đã gửi gắm đến cả quý vị những lời tâm huyết nhất của cô dâu và chú rể, những người thân sinh ra cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng trở lại với đại diện gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể bạn bè giám đốc sinh viên của hai cháu, được sự nhất trí của hai chính quyền địa phương, hai gia đình, hôm nay hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay tôi cũng xin công bố luôn, từ giờ phút này trở đi, cháu Vinh là rể Thảo của các cụ, các ông bà, vợ và chú của ông Trung trên nhà, và cháu Ngân kể từ giờ phút này trở đi là dâu hiền của ông, các cụ, các ông bà và vợ chồng ông Hùng. Cuối cùng xin chúc toàn thể hồi hôn lại trở lại phòng cưới, ăn chồng uống nước uống thuốc. Chú cô mạnh khỏe. Mấy bạn cười gì ạ? Mấy bạn cười gì ạ? Quá tuyệt vời. Hai bác bắt tay một cái đi ạ. Bắt tay một cái để chặt dần trở về vị trí của mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, không phải rằng là ai lên đây cũng có thể nói được đâu ạ. Lưu loát như vậy là chúng tôi cảm ơn hai bác rất nhiều rồi. Vâng, có lẽ rằng là lên đây thì quý vị cũng biết, đứng trước đám đông thì bản thân chúng tôi cũng phải rèn luyện. Không phải là tất cả quý vị ai lên đây cũng có thể nói được. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bác, các chú, các cô, anh chị và các bạn đã lắng nghe những lời phát biểu tâm huyết của hai bác đại diện. Và xin được chân thành cảm ơn hai bác đại diện. Chúc hai bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, các quý thân mến, trong ngày hạnh phúc hôm nay thì có lẽ rằng những lời ca tiếng hát của quý vị là điều quan trọng hơn bao giờ hết dành tặng cho cô dâu chú rể của chúng tôi. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị khách quý sẽ cùng trở lại với tiếng hát của bạn Văn Linh, sẽ dành tặng cho cô dâu chú rể những lời chúc và những tiếng ca của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin kính thưa họ hàng hai bên và ngày đầu tiên cho phép cháu xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã đến chung vui cùng hai em. Xin chúc hai em hạnh phúc trong năm. Sau đây cháu xin gửi tặng tất cả mọi người cùng hai em ca khúc Tâm sự tuổi 30. Sự hiện diện của chú rể Quốc Huy cùng với cô dâu Kim Ngân, xin mời hai bạn.
Vâng, và thưa quý vị thân mến, trong mỗi bữa tiệc hạnh phúc thì tất cả quý vị của chúng tôi đều chứng kiến rằng ngày hạnh phúc luôn luôn có những chiếc nhẫn trong ngày hạnh phúc tình yêu. Thưa quý vị thân mến và thưa cô dâu chú rể, chiếc nhẫn là biểu tượng của tình yêu, của niềm hạnh phúc trong ngày lễ kết hôn, luôn luôn không có điểm đầu và điểm cuối, cũng như tình yêu của hai bạn dành tặng cho nhau. Và thưa quý vị thân mến, khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giáp út, lơi mạch máu giữa hai trái tim luôn luôn được chảy xiết, họ sẽ được sống bên nhau đến răng long bạc đầu, trọn đời hạnh phúc. Và bây giờ chú rể em móc trong túi của mình ra cặp nhẫn yêu thương đính ước của hai bạn. Xin mời. Trường đại học tài chính không? Chúng tôi đã biết là trước khi đi đón dâu chú rể đã chuẩn bị sẵn và đút vào trong túi rồi. Bây giờ thì hãy giơ cao lên cho mười được chứng kiến giây phút hạnh phúc của hai bạn bằng cặp nhẫn đính ước giữa hai bên gia đình. Xin mời chú rể ạ. Giơ cao tay lên nào. Vâng, và bỗ tay thật lớn lên để chúng ta cùng chào đón thì vào tình ước giữa hai bên gia đình. Như chưa bắt đầu. Bây giờ xin mời hai bạn quay mặt vào nhau. Như ta vừa mới quen. Vâng, và giây phút này thì xin mời quý vị khi mà họ đã trao tặng chiếc nhẫn của mình thì bỗ tay thật lớn lên nhé, để chúng ta cùng chúc mừng cho họ. Xin mời hai bạn. Trải qua biết bao nhiêu thử thách và chung tay, hai trái tim giờ đây đang hòa chung một nhịp đập. Chúng ta đang cất lên một lời ca hạnh phúc trọn vẹn và thành công. Họ đã chính thức trở thành vợ, thành chồng của nhau. Hãy vỗ tay lớn lên để chúng ta cùng chúc mừng họ nhé. Vỗ tay lớn lên. Mọi khó khăn cũng chỉ là từ anh. Xin cảm ơn hai bạn. Vâng, và thưa quý vị thân mến, chúng tôi hỏi là cô dâu xem phim Hàn Quốc bao giờ chưa? Điều này thì quý vị có tin được không? Có tin được không ạ? Chúng tôi nghĩ là đối với thế hệ 9X của chúng ta thì tất cả các bạn nữ, hầu như tất cả các bạn nữ đều mê phim Hàn Quốc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tất cả những các bạn xem phim Hàn Quốc xong thì nội dung của nó rất lãng mạn. Có đúng cô dâu? Sao ạ? Em chỉ thích xem đánh nhau với màn hình thôi. Thế còn chú rể lại thích xem phim tình cảm à? Em lại cũng thế. Họ cùng chung một sở thích quý vị ạ. Đấy là điều quan trọng nhất. Thần vợ thần chồng tát biển đông cũng cạn. Vâng thưa quý vị, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn rằng hai bạn sẽ trở lại những khoảnh khắc của phim Hàn Quốc một chút. Chú rể cầu hôn cô dâu của bao giờ có nhớ không ạ? Ngày 24. 24 tháng nào, năm nào, giờ nào? Ngày 24. Tôi hỏi một chút là cầu hôn thì chú rể có quỳ xuống như trong phim Hàn Quốc không? Thế bạn có muốn chú rể của mình làm một cái hành động như vậy trước sự chứng kiến quý vị không? Có thử một lần. Không nói gì tức là đồng ý. Không, nói đi. Quý vị có nhất trí với không ạ? Có nhất trí là không nói gì là đồng ý không ạ? Bây giờ thì thử khoảnh khắc đi chứ ạ. Thường thường thì cầu hôn thì chú rể quỳ xuống mà đeo nhẫn vào tay cô dâu, nhưng ngày hôm nay thì đeo nhẫn rồi nên chúng tôi mong muốn là chú rể sẽ hôn vào tay của cô dâu. Chú rể có nhất trí không ạ? Vâng. Nhưng mà đã quỳ xuống cầu hôn bao giờ chưa? Chưa đúng không? Thế đã biết quỳ thế nào chưa? Anh là mẫu xem ạ. Rất tiếc là tôi không làm mẫu, tôi mời một bạn nam có vợ ở dưới này làm mẫu. Có nhất trí không ạ? Tôi làm mẫu cho hai bạn nữa thì có mà như thế nào ạ? Tốt nhất là tự thao tác đi ạ. Cảm ơn chú, tự thao tác đúng không ạ? Chú rể quỳ theo kiểu nào của chú rể mà cảm thấy thoải mái nhất, dễ chịu nhất thì quỳ. Sẵn sàng chưa? Quý vị ở dưới sẵn sàng chưa? Từ ạ. Vâng, em lùi bây giờ đây ạ. Nói rồi. Vâng. Bây giờ sẵn sàng chưa? Chú rể sẵn sàng chưa? Đứng dâu. Bây giờ quý vị cũng sẵn sàng đúng không ạ? Và giây phút hạnh phúc của hai bạn trong phim Hàn Quốc chính thức được bắt đầu. Rồi.
Lần đầu tiên như vậy là chuyên nghiệp rồi ạ. Nhưng mà khoảnh khắc đấy chỉ là dạo thôi quý vị ạ. Nhạc thì cũng có demo mà thực hành thì chúng ta cũng có một phần, đó là phần dạo. Hôn vào môi mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì thưa quý vị thân mến, trong một sáng tác của nhà thơ Xuân Diệu, tôi có nhớ đọc một câu thơ rằng là: anh muốn làm sóng biếc, hôn bãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm mà hôn em đềm hạnh phúc, hôn đi rồi hôn lại tung tăng cả đất trời vẫn chưa thôi rào rạt. Người ta hôn tung tăng cả đất trời mà chưa thôi rào rạt thì huống chi chú rể không dành một nụ hôn cho cô dâu vào lùng vào đôi môi nhỏ bé kia. Hôn suốt rồi đấy là quý vị. Quý vị đồng ý với tôi là hai bạn hôn suốt không ạ? Nhưng mà đấy là hai bạn tự hôn với nhau. Còn ở trên này đã bao giờ hôn suốt không? Có bao giờ không ạ? Lần đầu tiên đứng trên này mà chú rể lại trả lời có. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Hay là lấy vợ mấy rồi mà bảo là có. Đứng trên này. Đứng trên này, đây là sân khấu của ngày hạnh phúc. Hai bạn này nói là sai rồi ạ. Bây giờ sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng với tôi là hôn vào môi của cô dâu không ạ? Chú rể, sẵn sàng nhá. Vâng, quay mặt cho ạ. Hai tay ôm vào, mọi khi ôm cô dâu như thế nào thì ôm như thế ạ. Chặt nhưng mà hôn đâu vào. Tay của cô dâu để ở đây ạ. Ok, cảm ơn bạn. Quý vị và chúng tôi đang được chứng kiến một quả phạt trực tiếp cướp khung thành của thủ môn mềm cách khoảng 5cm. Còn liệu với hàng hậu vệ sang giày đặc như thế này thì chú rể có ghi bàn thắng gỡ hòa cho gia đình họ nhà trai hay không? Còn phải phụ thuộc tất cả quý vị đang ngồi ở phía dưới có vỗ tay lớn hay không ạ? Vỗ tay lớn hay không? Vâng, bây giờ thì nhắm lên ạ. 1 2 3 ngày xưa thì đúng là nhẫn cỏ trao em, mà bây giờ vàng bạc chất đầy lòng tơ. Nhẫn này vừa mới bóc tem vàng 4 con 9 đính kèm kim cương. Nhẫn trao nỗi nhớ niềm thương. Đêm nay dứt khoát chân giường của hai bạn sẽ gãy làm lăm. Vâng, và bây giờ thì xin mời hai bạn hãy tiến về hai tháp, đó chính là tháp bánh cưới và tháp sâm banh của chúng tôi. Trước tiên thì xin tiến về tháp sâm banh ạ. Anh và một tháp đi. Trước tiên thì mời chú rể hãy nhấc một chai lên, lắc thật mạnh dùng hết cái sức trẻ, sức cao lên hình đàn ông của mình để lắc thật mạnh cho tôi ạ. Lắc mạnh lên không phải nhẹ như thế đâu. Mạnh lên ạ, chưa được. Lắc mạnh lên cho nó cười nó nóng lên cho nó đỡ rét. Xin mời hai bạn tiếp tục rót vào tháp ly. Xin mời. Niềm vui
hai bạn hãy tiến ra tháp bánh cưới. Vâng, và xin được trân trọng mời hai bạn hãy nhấc con dao màu hồng trên bàn. Chúng ta cắt qua chiếc bánh hai lần. Xin mời. Và tôi luôn như đang bay, giấc mơ sao dịu ôm tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng di chuyển ra bốn bên diều. Chúng tôi xin được mời ra sân khấu hai bác đại diện cho hai bên gia đình. Hãy hiện hữu tại sân khấu một lần nữa. Trân trọng kính mời hai bác. Xin trân trọng kính mời hai bác đại diện cùng trở lại sân khấu. Xin mời. Nhấc một ly lên mời đại diện gia đình hỏi nhà trai. Chú rể nhấc một ly lên để mời đại diện gia đình hỏi nhà gái. Xin mời hai bạn. Đại diện gia đình hỏi nhà trai và chú rể. Sau đó hai ly còn lại của hai bạn sẽ đứng giữa hai bác đại diện ngày hôm nay. Xin mời hai bạn. Đứng giữa hai bác đại diện. Vâng, và bây giờ hai mọi người sẽ đến thành một hình vòng cung đi ạ. Vâng, và giây phút cùng ly chung của gia đình sẽ chính thức được bắt đầu sau khi chúng tôi đếm 1, 2, 3 và quý vị ở dưới hô với chúng tôi được không ạ? 1, 2, 3 Đô. 2, 3 Đô. 2, 3 Số xong rồi chúng ta quàng tay nhau uống rượu ra vui. Xin được cảm ơn gia đình và cảm ơn cô dâu chú rể. Cảm ơn hai bác đại diện rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, xin mời hai bác cùng trở lại trong bản tiệc tiếp tục dự lễ cưới của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, người ta có nói rằng là uống rượu thì phải có mồi, uống rượu rồi thì phải ăn bánh đúng không ạ? Mời cô dâu chú rể hãy cùng di chuyển ra tháp bánh cưới. Mọi người phải cắt bánh ra những chiếc đĩa để ăn, nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi không cần. Vâng, đứng ra giữa đi ạ. Chú rể giơ ngón tay trỏ tôi xem nào. Giơ ngón tay trỏ của bạn đây ạ. Liếm. Bây giờ thì quẹt một ít bánh để đưa lên miệng của cô dâu. Xin mời. Dùng tay trỏ đi ạ. Bắt đầu. Ông à, chú rể rửa tay đi. Rồi đưa lên miệng cô dâu đi ạ. Cẩn chưa ạ? Vâng. Lai voi. Đúng rồi. Hiểu nhau đi ạ. Rồi ok, bắt đầu đi ạ. Xin mời hai bạn. Mình chụp luôn ạ. Vâng, xin được cảm ơn giây phút hạnh phúc của hai bạn. Có lẽ rằng là cô dâu là những người nhí nhảnh nhất trong bao nhiêu bao giờ hết. Và có lẽ chú rể là những người sẽ sau này sẽ nhận được những niềm vui từ người vợ của mình. Kính thưa quý vị thân mến, và giây phút vừa rồi chúng tôi cũng xin được khép lại lễ cưới, lễ thành hôn của chú rể Quốc Huy cùng với cô dâu Kim Ngân ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách quý, quan khách đã cùng có mặt tại đây để chúng ta cùng chứng kiến ngày vui hạnh phúc của hai bạn. Xin được thay mặt gia đình, thay mặt những người thân sinh ra cô dâu chú rể, chân thành cảm tạ tất cả quý vị. Thank you.
người kết đâu bằng người đợi chúng em. Người về em dặn đôi lời, yêu em xin chớ đứng ngồi với ai. Người về em vẫn nghĩ này, cô mấy khóc nghĩ thầm, núi A Mê là bên sông đôi bạt nào mà này cũng cố ướt đầm vườn đào em đã sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại đến nương dâu, anh đi tìm em ở phương nào. Anh ra vườn dừa, dừa xuống xuê trái, đưa tay anh hái anh mãi đợi chờ ai. Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn, anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ong tìm hoa. Hoa nở nơi nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ anh thương em như thế. Ơi cô gái nghĩa tình, bốn mùa trồng cây bốn mùa anh hái quà, dẫu bao vất vả mà em vẫn hát. Cô hát ly thương nhau mà em vẫn hát, cô hát ly thương nhau.
ngông. Nghe câu hát anh đi tìm người hát câu hát lý thương nhau. Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại đến nương dâu. Anh đi tìm em ở phương nào? Anh ra vườn dừa, dừa súng xuê cháy, đưa tay anh hái anh mãi đợi chờ ai. Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn, anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ông tìm hoa. Hoa nở nơi nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ anh thương em như thế. Ơi cô gái nghĩa tình, bốn mùa trồng cây bốn mùa anh hái quà, dẫu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau, mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau. Tiếng hát quê mình ơi biết mấy yêu trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay xác pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ tràn tràn, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Hồi kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để yên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ tràn tràn, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng.
chúc mừng đôi tình nhờ bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Thôi kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ tràn tràn, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vây trầu. Ngày khăn đông đội tông, ngày đôi thuốc
Làng anh làng em chung dòng sông vang vẳng câu hò, trời nắng trời mưa con đò đưa thương nước đôi bên. Chiều chiều làng em lâng lâng qua xứ dân hương, chiều chiều làng anh qua cao thơm ngàn đa tình, duyên trầu cao thắm tình. Làng anh làng em yêu dần trăng soi mãi tranh hiền, đầm thắm tình quê con đường đê hương lúa đê mê. Ngồi chờ dần trăng anh năm cô bảy cô ba, lặng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu về, trăng vàng rung cành tre. Trời dần khuya